Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 8 tháng 8 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Gặp mặt đoàn cán bộ y tế Hưng Yên hỗ trợ miền Nam phòng chống dịch COVID-19. Các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch. Xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ đẩy mạnh chế biến long nhãn, tiêu thụ nhãn quả. Tăng cường việc tố giác đối tượng vi phạm pháp luật và quy định phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức gặp mặt động viên giao nhiệm vụ cho các y bác sĩ tham gia phòng chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Tham gia đoàn cán bộ và hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh lần này có 30 y bác sĩ của 4 bệnh viện, gồm Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, Bệnh viện Đa khoa Phú Nối, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên và Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Đây đều là các y bác sĩ có kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh. Với tinh thần thì chống dịch như chống giặc thì chúng tôi sẽ nguyện mang tất cả cái tinh thần cũng như là trí tuệ, sức khỏe để mà cùng cả nước chống dịch và đẩy lùi cái dịch bệnh COVID-19. Phát biểu động viên giao nhiệm vụ cho đoàn công tác, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần tình nguyện của các y bác sĩ, đồng thời nhấn mạnh chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu hiện nay của cả nước. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các y bác sĩ mang hết khả năng kinh nghiệm, kiến thức, đạo đức nghề nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Là không có trường hợp đi vào phía Nam chống dịch thì chúng ta phải tham mưu với cấp ủy chính quyền tại đó chia sẻ những kinh nghiệm mới để làm sao mà khống chế được dịch sớm nhất. Bởi vì các tỉnh phía Nam có yên thì đất nước mới yên, trong đó có Hưng Yên của chúng ta. Ta đi ta phải thành công và giúp cho tỉnh bạn thành công thì ta mới quay về, thì thời gian có thể 1 tháng, có thể 2 tháng hoặc lâu hơn nữa thì chúng ta đều phải chấp nhận. Đã là tình nguyện viên thì ta có nghĩa là ta làm với trách nhiệm. Chúng tôi luôn luôn chia sẻ và đồng hành cùng với các bạn, trong đó có người dân Hưng Yên cũng nóng trông về các cái tình cảm cao quý của các bạn dành cho các tỉnh phía Nam trong phòng chống dịch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng hoa quà cho các y bác sĩ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng mỗi thành viên 5 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ mỗi y bác sĩ tham gia chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh 10 triệu đồng một người một tháng, cùng toàn bộ trang thiết bị bảo hộ khi làm việc. Sáng mai, ngày 9 tháng 8, đoàn sẽ chính thức xuất quân vào Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhân nam sinh năm 1975 ở thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, là anh rể và là F1 của bệnh nhân 157.770, xã Tân Dân, huyện Quai Châu, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Phú Nối ngày 1 tháng 8 và là chồng của bệnh nhân 174.505, hàng ngày đi bán hàng tại chợ Văn Quán ở Hà Nội, đang được cách ly y tế tại Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên từ ngày 4 tháng 8. Như vậy, từ ngày 21 tháng 6 đến nay, Hưng Yên đã ghi nhận 233 ca bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, sau khi ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên tại thôn Công Luận 2, huyện Văn Giang đã kích hoạt và triển khai ngay các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch. Huyện đã thiết lập chốt kiểm soát ra vào vùng cách ly, rà soát truy vết được 36 trường hợp liên quan đến ca F0 mới phát hiện, trong đó có 2 F1, 6 F2 và 28 F3. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh với 915 trường hợp, cách ly tập trung 2 F1 có liên quan. Hiện tại, trường hợp F0 đã được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Từ ngày 5 tháng 8 tới nay, trên địa bàn huyện Văn Giang không phát hiện thêm ca dương tính với SARS-CoV-2. Lãnh đạo huyện Văn Giang đã tới thăm và tặng quà 3 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị trấn Văn Giang, mỗi chốt 10 triệu đồng trích từ quỹ phòng chống dịch của huyện. Nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong phòng chống đại dịch COVID-19, huyện Tiên Lữ đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Huyện đã chỉ đạo các phòng ban ngành đoàn thể huyện và các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tăng thời lượng phát sóng trên hệ thống đài truyền thanh của huyện, xã, phát 6 lần một ngày vào các buổi sáng, chiều, tối,
Thời lượng phát từ 20 đến 30 phút về tình hình dịch bệnh trong cả nước và trên địa bàn tỉnh huyện. Tuyên truyền, vận động nhân dân kêu gọi người thân trong gia đình đang ở đâu thì ở nguyên đó. Hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh và các thông tin liên quan đến các hoạt động phòng chống dịch bệnh để người dân chủ động phòng chống dịch, không hoang mang, lo lắng. Công khai đường dây nóng tới toàn thể nhân dân khi phát hiện, kịp thời tố giác các trường hợp về từ vùng có dịch nhưng không khai báo y tế và không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Từ ngày 13 tháng 7 năm 2021 đến nay, toàn huyện đã tổ chức cách ly tập trung đối với 37 công dân là lái xe đường dài Bắc Nam tại các cơ sở cách ly tập trung của huyện. Xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ có khoảng 700 nhân khẩu đang sinh sống làm việc ngoài tỉnh, trong đó có gần 200 người tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Ngay từ khi huyện Yên Mỹ xuất hiện nhiều ca bệnh liên quan đến người từ địa phương có dịch trở về quê, xã Việt Cường cũng đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức như loa truyền thanh đến tận gia đình để các hộ dân có thân nhân đang sống ở địa phương có dịch hiểu, vận động con em không trở về địa phương, ai ở chỗ nào ở nguyên chỗ đó để hạn chế lây lan dịch bệnh. Do đó, từ ngày 6 tháng 7 đến hết ngày 1 tháng 8, xã ghi nhận 18 trường hợp về từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương. Những trường hợp này đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch như khai báo y tế, khử khuẩn và cách ly y tế. Từ ngày 2 tháng 8, khi Hưng Yên dừng tiếp nhận người từ địa phương khác trở về, xã không ghi nhận trường hợp nào. Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần đẩy mạnh tiêu thụ nhãn trong tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, vụ này, nhiều hộ dân ở xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ đã mở rộng quy mô lò sấy long tập trung thu mua nhãn quả của bà con về chế biến, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Lò chế biến long nhãn của ông Bản ở thôn Nội Lăng, xã Thủ Sĩ đang tập trung hết công suất để kịp các đơn hàng. Ước tính vụ long nhãn kéo dài khoảng 2 tháng, ông Bản chế biến được khoảng 200 tấn nhãn, tương đương 20 tấn long nhãn thành phẩm. Hiện giá bán long trên thị trường là 160.000 đồng 1 kg, đã mang lại doanh thu cho gia đình ông ước đạt 3,2 tỷ đồng và tạo việc làm cho 200 lao động. Cái thị trường năm nay là nhãn hàng quà là không xuất đi đâu được, đưa về làm nòng. Giá nhãn năm nay bình quân nếu chi là 10.000. Thế còn nhãn miền đấy thì nó chỉ rơi vào khoảng 7-8.000. Thị trường thì nòng thì vẫn xuất được sang Trung Quốc, nói chung là cứ làm ra đâu là bán hết đến đấy. Xã Thủ Sĩ có 17 lò chế biến long nhãn, trung bình mỗi lò tiêu thụ từ 120 đến 130 tấn nhãn. Ước tính vụ này toàn xã chế biến trên 2.000 tấn nhãn, trong đó thu mua khoảng 500 tấn nhãn cho các vườn nhãn trong tỉnh, đồng thời tạo việc làm thời vụ cho khoảng 2.000 lao động nông nhàn. Làm một ngày tôi cũng làm được 45 cân, mỗi cân được 4.000. Có đều như này thì có thể một mình tôi thì có thể làm hơn tấn. Một tấn thì được 4 triệu, ví dụ là tấn rưỡi thì được 6 triệu. Bên cạnh việc chế biến long nhãn, các chủ lò vẫn đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19, áp dụng khuyến cáo 5K của Bộ Y tế vào sản xuất, không để xưởng đông người. Đa số người lao động được các chủ lò sấy long giao nhãn mang về làm tại nhà. Nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân, ngăn chặn các trường hợp vi phạm mới phát sinh cần phải gắn với việc xử lý người đứng đầu của cấp ủy chính quyền cơ sở, huyện Khoái Châu đã và đang tích cực triển khai các biện pháp này để siết chặt hơn nữa việc quản lý đất đai ngay từ cấp thôn và xã. Trong các tháng đầu năm nay, huyện Khoái Châu đã điều chuyển 2 chủ tịch ủy ban nhân dân xã sang làm công tác khác, kỷ luật cảnh cáo chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến vì liên quan đến việc buông lỏng quản lý đất đai ngay tại cơ sở. Trong năm 2019 và năm 2020, trên địa bàn xã Hồng Tiến để xảy ra 6 trường hợp vi phạm mới, việc huyện Khoái Châu ra quyết định kỷ luật lãnh đạo xã, đồng thời đôn đốc để giải tỏa các vi phạm cũ và vi phạm mới phát sinh ở xã Hồng Tiến đã nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Trước đây thì nó cũng có cái mùi của nó, bây giờ thì phá rồi thì thôi, làm gì có. Mong chính quyền địa phương ở đây giữ hiện trường, không để tái phạm nữa, để cho không ô nhiễm nữa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Tập cũng bị tuyên truyền công tác, trong đó có nguyên nhân liên quan đến việc chưa làm tốt công tác quản lý đất đai tại cơ sở. Đó là để 3 hộ dân vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp tại thôn Lãnh Điển trong năm 2019 và năm 2020 đã được lãnh đạo thôn lập biên bản và báo lên xã, nhưng xã chậm trễ trong xử lý để các hộ dân xây nhà kiên cố.
chức năng đối với cơ sở thôn thì cũng chưa đủ thẩm quyền để thực hiện giải quyết đối với các cái hộ giải tỏa. Vì là cái quyền hạn đối với cơ sở thôn là chỉ nắm bắt các cái hộ dân trong địa bàn thôn chuyển trên cấp trên, các cấp xã, các lực lượng là cũng vào gọi lập biên bản rồi các thứ rất nhiều lần. Trong chương trình kế hoạch năm 2021, các ngành chức năng như Thanh tra huyện, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Khoái Châu đang tập trung vào các chuyên đề về quản lý đất đai, trong đó sẽ làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân để xảy ra các vi phạm mới phát sinh. Thì chúng tôi xác định là phải thẩm tra xác minh thật rõ và chỉ được ra những cái khuyết điểm hạn chế của những cái tập thể cá nhân để các cơ sở kịp thời khắc phục và không để những tái phạm cũng như là ngăn ngừa những cái trường hợp vi phạm mới. Vi phạm mà đến mức phải xem xét xử lý thì chúng tôi sẽ tham mưu hoặc là Ủy ban Kiểm tra sẽ xem xét xử lý trách nhiệm. Huyện Khoái Châu cũng đang tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể để giải tỏa các vi phạm mới phát sinh trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông thủy lợi. Trong đó, năm 2021, phấn đấu sẽ giải tỏa được từ 30 đến 40% các vi phạm sau khi thực hiện kế hoạch số 93A và chỉ thị số 02 tháng 3 năm 2016. Đảng ủy Công an tỉnh vừa tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Sản phẩm chấm sơ khảo 27 đề cương của các báo cáo viên tuyên truyền viên đến từ các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh. Ban tổ chức đã lựa chọn được 9 báo cáo viên tuyên truyền viên có bài dự thi xuất sắc tham gia vòng chung khảo. Mỗi thí sinh trải qua 2 phần thi, gồm thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Hầu hết các thí sinh đều có phần liên hệ vận dụng việc thực hiện nghị quyết Đại hội 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào thực tiễn công tác công an nói chung và thực tế công tác tại đơn vị, nêu ra những đề xuất kiến nghị với các cấp ủy đảng cấp trên để việc thực hiện nghị quyết sớm đưa vào cuộc sống. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2021, vừa qua Ban vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh đã thăm và tặng quà các hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam tại huyện Phù Cử và huyện Tiên Lữ. Đoàn đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Trần Văn Kích, 76 tuổi, ở thôn Ngọc Trúc, xã Minh Hoàng, gia đình anh Phạm Văn Hướng, 37 tuổi, ở thôn An Cầu, xã Tống Chân, huyện Phù Cử, gia đình ông Đàm Minh Hoán, 75 tuổi, ở thôn An Tào, xã Cương Chính, và gia đình chị Trần Thị Hải Yến, 33 tuổi, ở thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe các gia đình, chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Nhân dịp này, Ban vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh tặng 57 xuất quà tới các gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí gần 42 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, Hưng Yên hiện có trên 400 di tích được xếp hạng cấp tỉnh và cấp quốc gia. Tại mỗi di tích đều có những hiện vật bằng đá có giá trị về mặt lịch sử và điêu khắc. Thế nhưng đa số các hiện vật này hiện chưa được bảo quản tốt, thậm chí không có phương án bảo quản, nguy cơ hư hỏng là rất lớn. Di tích cấp quốc gia đặc biệt Đền Đậu An, huyện Tiên Lữ còn lưu giữ nhiều hiện vật đá có giá trị. Phải kể đến là khánh đá cổ, niên hiệu Vĩnh Trị và 2 tấm bia đá ghi lại niên đại kiến trúc và những người có công tôn tạo mở rộng trùng tu đền, thời Lý và thời Nguyễn. Tất cả đều đã nằm phơi mưa, phơi nắng, nhiều chi tiết đã nứt vỡ, không còn rõ chữ. Đáng tiếc, sự bào mòn các hiện vật đá này không chỉ do mưa nắng mà còn do sự thiếu kiến thức trong bảo quản, gìn giữ các hiện vật đá của địa phương. Hàng năm thì di tích thì đều cho đánh tẩy rửa, địa phương thì cũng chưa được học bài bản về cái cách bảo vệ và bảo quản các cái di vật bằng đá. Còn đây là hệ thống thành bậc đá chủ Hưng Lãng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, một trong 5 bảo vật quốc gia của tỉnh Hưng Yên. Bảo vật có niên đại thời Lý, thể hiện tài năng và trí tuệ của các nghệ nhân điêu khắc đá, hiện cũng đang chịu cảnh phơi sương phơi nắng, nứt gãy và không còn nguyên vẹn. Chùa Hưng Lãng hiện còn khá nhiều những hiện vật bằng đá đang nằm rải rác trong khuôn viên chùa như thế này và địa phương thì hiện còn đang rất lúng túng trong việc sắp xếp và bảo quản những hiện vật đá. Nhiều hiện vật đá tại đây được xác định có giá trị nhưng đều đang nằm thi gan cùng tuế nguyệt. Hệ thống thành bực thì hiện nay là đang nằm ở phía trước của tuyến đường để mà bắn vẩy ra để
bảo vệ thì nó cũng chưa đúng vì nó mất cái cảnh quan. Ủy ban xã là cũng đề nghị các cơ quan chức năng có chuyên môn sẽ hướng dẫn bảo vệ các cái bảo vật này. Ban quản lý di tích tỉnh Hưng Yên cho biết việc bảo quản các hiện vật đá tại các di tích do ban quản lý di tích các địa phương thực hiện. Một số nơi đã xây nhà bia, còn lại đều chưa có phương án chống mưa nắng. Về mặt chuyên môn chúng ta hoàn toàn có thể làm được, tức là sử dụng các cái chất phủ để tránh cái bào mòn trực tiếp của mưa nắng. Đã đến lúc cần có phương án bảo quản các hiện vật đá tại các di tích để lưu giữ lâu hơn những giá trị về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật điêu khắc của cha ông ta cho các thế hệ mai sau. Thưa quý vị và các bạn, phát hiện tố giác cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương những hành vi những đối tượng không tuân thủ các quy định phòng chống dịch là việc làm vô cùng cần thiết, giúp cho ban chỉ đạo quản lý chặt chẽ, thực hiện tốt hơn công tác phòng chống dịch. Thực tế thời gian qua đã có những vụ việc vi phạm quy định phòng dịch, thậm chí là vi phạm pháp luật bị triệt phá nhờ nguồn tin tố giác của người dân. Vụ việc phát hiện 6 người từ các tỉnh khác, huyện khác đến tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại thôn Vĩnh Lộc, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang ngày 12 tháng 7 vừa qua, nhưng không đăng ký tạm trú là kết quả từ nguồn tin tố giác của người dân. Vụ việc đã được ngành chức năng triệt phá và ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tôi phát hiện các cháu là thường xuyên là đi đêm, thì tôi đã báo cáo với ban chỉ đạo cũng như báo cáo để lực lượng công an nắm bắt. Với tinh thần của một người dân thì tôi luôn mong muốn tất cả mọi người dân chúng ta nâng cao tinh thần tố giác tội phạm để cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19. Thời gian qua, cũng qua nguồn tin tố giác của người dân, nhiều vụ việc vi phạm về quy định phòng chống dịch, vi phạm pháp luật bị triệt phá. Điển hình như vụ việc 17 trường hợp sử dụng ma túy nhảy lắc trong nhà tại khu đô thị Eco Park ngày 11 tháng 7, tổ chức hát karaoke tại phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào và tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ. Trong khi cả nước tập trung chống dịch, thì những hành vi coi thường pháp luật, phớt lờ các quy định của địa phương, bất chấp nguy cơ lây lan dịch bệnh đã gây bức xúc cho người dân. Các cơ sở đã đưa ra những cái quy định và đã ký cam kết đầy đủ rồi mà vẫn cứ vi phạm như thế này là coi thường pháp luật. Rất mong muốn là các cơ quan chức năng có thẩm quyền nên là sẽ xử lý đúng theo cái pháp luật để răn đe cho những trường hợp khác. Tương đối khó phát hiện bởi vì là nhà người ta ngoài người ta đóng kín cổng cao tường, còn đâu là cũng phải là dựa vào tai mắt nhân dân, thì chúng tôi cũng đã làm tốt cái công tác là vận động nhân dân xung quanh, là khi mà nghe tiếng hát hoặc là nghe đấy thì kịp thời báo cáo là chúng tôi sẽ xử lý ngay. Thời gian tới chúng tôi đã có những biện pháp mạnh hơn và phối hợp với công an xã nhiều hơn để thường xuyên tuần tra và nhắc nhở cũng như là kiểm tra hàng ngày để tránh xảy ra những tình trạng tiếp theo. Qua đây cho thấy mỗi thông tin cung cấp từ người dân là vô cùng cần thiết và hữu ích. Vì vậy cần phát huy hơn nữa việc phát hiện, tố giác những hành vi không chấp hành quy định chống dịch để mỗi người dân là một chiến sĩ trong trận chiến chống COVID-19. Bởi với những hành vi nêu trên, có lẽ 15 triệu tiền phạt là chưa đủ sức răn đe.